Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình. Mình núi trên đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ thử một mình dùng trái độc kết hợp với tộc cá V4 cân dép Phật tổ như các bạn. Trước video là xin chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ nha. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua chip cho các bạn. Nói chung là hôm qua mình khá là hên các bạn, mình gian đung là được trái độc. Nhưng mà mỗi tội là cái kho đồ của mình ấy nó lại phun trái độc rồi, nên mình không thể lưu trữ được, bắt buộc mình phải ăn các bạn để cho nó đỡ phí. Và hôm nay thì mình sẽ thử dùng trái này kết hợp với tập cá V4 để cân cái Phật tổ nha, để xem có cân được không. Chứ thực ra là mình cũng làm video về trái độc rồi, thử kết hợp với tập người máy rồi nhưng mà không cân được các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái bản đồ nha. Đấy, ok, thử nào. Nói chung là mình không cần phải nói qua về trái độc nha, bởi vì trái độc các bạn cũng biết thừa rồi nha. Một trong những cái trái mà spam rất là ghê gớm, nói chung mà đam khá là to. Ok, hóa lên con rồng này. Đấy, xe này, úi trời ơi, xương độc các bạn. Những bạn nhìn đam kìa. Ui. Đấy, thì trước video trước, hỏi trước mà lâu lắm rồi, chắc tầm tháng trước các bạn, là mình dùng nhiều cái trái này kết hợp với tộc người máy. Mình thử cân rất Phật tỏi để xem những cân được không, nhưng mà không cân được. Bởi vì thật sự là đam thì cũng gọi là to thật đấy, nhưng mà nó không đủ để kết nếu con bot human ấy, cũng bot human trâu lắm. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thử dùng với lại cái tộc cá đi. Bởi vì trước mình cũng thử với trái bắc ba các bạn. Trái bắc ba thì khi kết hợp với tộc quỷ ấy, với tộc người máy, thật sự là nó không thể cân được. Nhưng mà sau khi mình kết hợp với tộc cá ấy, thì thật sự là nó cân luôn các bạn. Đấy, như các bạn biết là mình cũng chiến thắng luôn. Thì hôm nay mình sẽ test thử nha các bạn. Thật sự là cũng hơi bí ý tưởng nên mình mới làm cái dạng video kiểu này. Nhưng không sao. Thì mình vừa mới nghĩ ý tưởng các bạn. Nói chung là đang làm video này thì nghĩ ý tưởng luôn này. Sao nhỉ? Trong video sau mình sẽ thử gọi là truy tìm những cái gọi là đảo bí ẩn như các bạn. Chung mà làm một video về truy tìm đảo bí ẩn ấy, để xem nó có bán cái gì chính con cho mình không. Hoặc là mình sẽ thử dùng các tộc V4 để mình săn si nha. Mỗi tộc sẽ có một cái đặc điểm riêng ấy, kiểu vậy. Ok, thì chắc nói video này mình sẽ làm về hai chủ đề video đấy nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào và đánh với con quái này nha các bạn. Đấy, từ từ từ, mấy con này đánh dễ thôi. Rồi thì mình gọi là cứ spam mấy cái chiêu độc thôi. Đấy, chiêu độc thật sự là đam cũng không to mấy đâu, nếu mà so sánh với ốc ba ấy thì không thể to bằng ốc ba được. Nhưng mà loại BB khá là ngon các bạn. Chắc nào mình sẽ làm một series BB với chiêu độc mà để cho nó qua cái đợt sóng gió á, cái đợt sóng gió của các YouTuber Blackfoot Việt Nam đấy, cái đợt gọi là thanh trừng khá lớn của admin Blackfoot. Thôi mình cũng không nói về vấn đề này nữa nhá, tập trung vào đánh này. Từ từ từ, từ. Ở mấy con quái khó chịu nha. Rồi cho chịu X này, chịu X thật sự là đam nó cũng lúc mà gây ra ấy, chỉ có 2000 thôi, mà sau khi bị dính rồi nó đam trừ dần dần các bạn, cũng khá to ấy. Rồi và chịu C này, từ 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 từ, ok ok ok. Ui con này khó chịu nha. Mình sẽ dùng tất cả những cái chiêu gì mình có để mình spam vào cho bọn này. Đấy, thề với cái con kia cứ năn năn rất là khó chịu nha. Rồi từ từ từ. Đấy, vừa chơi này đợi update mà lâu quá các bạn, hết ý tưởng rồi, không biết làm gì nữa luôn. Chỉ có đợi update mới là chúng ta sẽ chơi thôi. Từ 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 từ. Rồi ta quăng quay cái đồ đây đây. Lại nấp này. Mày nấp này. Z này. Đấy, xong luôn đảo thứ hai. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái đảo thứ ba nha các bạn. Đảo thứ ba thì nó sẽ xuất hiện con human con rồi, kiểu như một cái con bot nhỏ nhỏ ấy, không phải bot lớn đâu, chỉ là bot nhỏ nhỏ thôi. Đấy, qua luôn. Thật sự là cái red phật tỏ một trong cái red khó nhất game rồi. Không biết là sau khi update mới admin có ra trái thức tỉnh gì không, thì từ lúc mình chơi game bây giờ ấy, các loại update này chưa thấy trái gì thức tỉnh cả. Đấy, chỉ mấy trái cũ thức tỉnh thôi, chủ yếu toàn ra trái mới thôi các bạn ơi. Rồi thì chắc là giờ mình sẽ tập trung vào đánh nha các bạn. Chung mà nói nhiều cũng không tốt. Đấy, rồi tập trung vào đánh nha.
Ok, thì mình vừa hoàn thành xong cái đảo thứ tư các bạn, và mình đang tiến đến cái đảo thứ năm. Đây, đó, ta sẽ chạm mặt một con hươu một con này, cho cái đàn này, ấy chữ X của cái đàn, từ từ từ, cho chữ X của cái mene ra gần này, rồi rồi rồi, chữ X tiếp này, chung là toàn X thôi các bạn ơi, từ từ từ, cho cái đàn tiếp này, đấy, con bot xuất hiện rồi các bạn ơi, đó, sẽ tích nọ để chúng ta bật tổng cái, ui rồi, đàn to thế. Mình còn một chút máu rồi kìa, còn 4.000 máu rồi. Ok, quá tập rồi, bật nha. Còn 2.000 máu này. Rồi, thì giờ mình sẽ biến hình các bạn. Đây, trâu chưa, vào đây. Cho mình chiêu C này. Ui, đam 26, 31. Ui, đam to thế. 40.000 đam, 60.000 thôi. Có lên, ui, hết chiêu các bạn. Thật sự là hóa thì độc nên nó không thể dùng các vũ khí khác. Mình hy vọng mà trong bản update tiếp theo các bạn, thì admin sẽ cho chế độc có thể dùng được cái vũ khí khác ở trong dạng biến hình các bạn. Không cần phải spam, chỉ cần dùng kỹ năng là được. Đấy, kiểu vậy. Chứ thực sự là hóa lên mỗi con mỗi chiêu thì nó hơi yếu yếu. Ui, 148.000 đam kìa. Rồi, mất đam luôn. Giờ thì mình sẽ có cái gì mình dùng đấy nha các bạn. Có đàn dùng đàn, có kiếm dùng kiếm, có mene dùng mene. Chúng ta sẽ đánh bại con này bằng tất cả những gì mình có nha. Đấy. Trước mình dùng tộc tộc gì này, tộc người máy. Thì mình phải giữ máu các bạn, phải cẩn thận vì sợ bay màu mà mình rất yếu. Nhưng với cái tộc cá thì mình không sợ các bạn, bởi vì mình có lượng rất ảo bảo vệ rất là trâu. Đây, thỏa sức gọi là spam luôn mày. Ok, rồi cho mình cái siêu C này. Thì video sau, chắc video sau mình sẽ thử làm hai video, là một là gì? Sun Si bằng tất cả các tộc V4, hai là gì? Đi truy tìm đảo bí ẩn. Thì các bạn thấy cái nào hay thì các bạn bảo mình nha, để mình làm trước. Mình thấy hai cái đấy cũng khá là ok ấy. Rồi từ từ. Ui, 180.000 đam rồi này. 200k đam rồi. Ui, biết thế mình không biết hình nữa xong các bạn. Có khi không biết hình nó còn gây nhiều đam hơn là biết hình ý. Wow. Chung là chữ X này, chữ Z này. Rồi từ từ. Cho cái đàn này. Đấy, tận hưởng đi. Nếu mà so sánh với Magma, thật sự là cái chai độc không nhiều đam bằng Magma các bạn. Nó chỉ kiểu như là đam nó, sao nhỉ, nó gây kiểu như là nó bị nhiễm độc thôi. Còn Magma đam sự to hơn. Magma cái chiêu 1 nó đam cực kỳ nhiều, hồi nhanh nữa. Còn cái này thì có chiêu 1 với 2 các bạn. Cho cái song kiếm này. Ui, nó đỏ kìa. Mình cảm thấy mình sắp hết tập rồi các bạn ơi. Thôi quả này không biết có win được không. Nếu không win được chắc mình phải cố thôi các bạn ơi. Cố duy trì đến cuối cùng. Khả năng cao vậy. Thì từ nãy giờ mình tính tổng đam thì mình không gây được nhiều đam mấy các bạn. Kiểu sao ấy, được. Vậy thời gian mình cũng không còn nhiều các bạn ơi. Còn chỉ còn tầm 2 phút thôi các bạn. Từ từ. Đấy, giờ còn 1 phút năm mấy. Từ từ từ. Chúng ta sẽ bật chiêu C này. Chiêu X này. Z tiếp này. F này. Ui. Con này vẫn trâu chứ nhỉ các bạn. Mình cảm thấy hình như là cái mấy cây bãi độc của mình nó bắn ra nó không ảnh hưởng đến con Phật tổ sao các bạn ơi. Nó đi vào mà nó không cảm thấy gây đam các bạn. Sao lại thế nhỉ? Hay là con miếng nhiễm độc nhỉ? Chứ nếu mà Magma thì sợ con này cũng bị dính khá nhiều đam đấy các bạn. Từ giờ chúng ta sẽ dùng đàn này. Led này. Ui, bay lên. Rồi còn 1 phút nữa thôi. Không biết có thắng được không. Thắng ca là không thắng được các bạn. Chứ bình thường chỉ Magma mình lúc này tầm, mình nhớ video cũ Magma mình ấy, là cân sự là nó rất nhiều thời gian luôn các bạn. Bởi vì trong ma nó có cái lượng đam cũng có thể đi dồn để cân đấu rất nhiều luôn đấy. Từ từ. Vậy bay lên này. Chúng ta sẽ tập trung vào đánh các bạn. Phải cẩn thận. Giờ chỉ cần ăn một phát nổ nó. Ui rồi, vừa nói xong phát là còn 2.000 máu các bạn. Ảo ấy, từ từ. Phải hồi máu thôi. Chúng ta sẽ dùng cái đàn hồi máu nha. Hồi chắc thì được 1.000 máu là cùng. Ui, không được 1.000 cơ. Từ từ. Chưa kịp hồi đã bị nó nổ rồi này. May mình có cái tộc cá V3 các bạn, cũng giảm một chút sát thương. Rồi chúng ta sẽ phải cho nó ăn cái chiêu độc này. Từ. Ui, còn 22 giây các bạn. Đã chắc giờ còn 20 này. Từ từ. Ui, mình nhắc cái chiêu V của nó qua cái chiêu ulti. Nó nổ thật sự là vừa gây phá vừa gây đam rất là to. Ôi trời ơi, còn 3.000 máu. Mình không biết mình sẽ duy trì đến cuối cùng được không. Rồi, sắp hết thời gian rồi các bạn.
Vãi chưởng đường còn đúng một giây mà vớt Mỹ bay màu các bạn. Ok, thì dàm chi đánh hải tặc xong mình sẽ kết luận nha các bạn. Đây đây, hải tặc đây này. Đây đây rồi. Mày này, còn chỉ còn một con thôi các bạn ơi. Một con nữa, ta sẽ gọi là chiến thắng cái hải tặc này. Rồi, để xem ra chỉ được cái gì nha. Ôi trời ơi. Vãi chưởng luôn. Chạy phân tách các bạn. Đúng kiểu trái V5, V2 luôn. Ok, thì giờ mình sẽ kết luận cho các bạn. Nói chung là cái trái này thì chắc kết hợp với tập cá là không thể cân được đấy Phật tổ rồi. Thôi thì chắc video sau thì mình sẽ làm về săn sim tất cả các tập V4 nha. Ok, mình sẽ kết thúc video đây thôi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh của chúng mình nha. Thì với các bạn nha, bye bye.